Ơi, hôm nay một video cực kỳ đặc biệt luôn anh em ạ. Hôm nay mình ấy, để mà nói rằng ấy, hôm nay mình không đéo nữa. Hôm nay mọi người biết gì không? Mình đã chuẩn bị tất cả sổ đỏ và giấy ủy quyền tất cả thứ trong đây hết rồi. Nhưng mà cái thú vị ấy, nó vẫn là nằm sau cái đằng sau cuối cùng của video này ấy. Các bạn hãy xem hết cái video này nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thuật Con ơi. Chào mừng tất cả mọi người đến video tiếp theo của mình nha. Các bạn ơi, hôm nay một cái video cực kỳ đặc biệt luôn anh em ạ. Hôm nay mình ấy, để mà nói rằng ấy, hôm nay mình không đéo nữa. Hôm nay mọi người biết gì không? Mình đã chuẩn bị tất cả sổ đỏ và giấy ủy quyền tất cả thứ trong đây hết rồi. Nhưng mà cái thú vị ấy, nó vẫn là nằm sau cái đằng sau cuối cùng của video này ấy. Các bạn hãy xem hết cái video này nhá. Cực kỳ là thú vị luôn. Đấy, hôm nay mình chỉ lên mình gặp gọi là bố của Nguyên Ca ấy để mình có tí việc, mình sẽ quyết định giả sổ đỏ nhá mọi người nhá. Đấy, mặt mình hôm nay không ngáo nữa rồi. Hôm nay mình quay cái gì? Ngáo. Đấy thì anh em nhớ xem hết video nhá. Nó hay, anh em nhớ nó hay ở cái đoạn cuối ấy. Đấy. Đoạn cuối cực kỳ hay luôn. Ok anh em ơi, lên đường lên nhà Nguyên Ca thôi. Thằng này lên xe nhanh lên. Mưa mẹ mày rồi. Mày chúng mày cứ đến đây nằm nhằn cái gì? Không, nay chúng muốn đến đây trong xin chai nước thôi ạ. Không, tao không có nước cho chúng mày. Mẹ chúng mày ơi, mẹ tao nó khổ về chúng mày rồi đấy. Mày chúng mày cứ nằm nhằn vừa rồi, đi ra. Bây giờ bắt tôi nó vào ghế cho đấy. Nay vào đâu chân mà. Mày tao đến đằng trong có chuyện quan trọng nữa. Bắt cho tao vào ghế nó ngồi đi. Mày tao nó bị chúng mày lừa, khổ về con thì chúng mày lừa tao, chúng mày làm ăn thế à? Rồi, bác bớt nóng cho bác cái cho nó vào trong ngồi. Tao không biết, tao không cho chúng mày vào. Đi ra ngoài. Đấy, cái này nay tao. Đi ra ngoài. Nay tao cầm thứ quan trọng đến. Bác không phải nóng. Khổ. Bác cho nó vào ghế cho ngồi. Không vào tao không biết chúng mày. Này trong. Đi ra. Tao không biết chúng mày đừng cùng lắm rồi. Bác này chúng mày. Chúng mày toàn lũ có nạn nói chung nào. Hôm nay cái này là nhà bác đây, cho nên là. Bác cứ cho tao vào ghế ngồi đâu chuyện đâu vào đấy. Bác không được vào. Tao nói rồi không được vào. Bác bớt nóng đi. Khổ quá, hôm nay tao đến đây không phải để đánh nhau. Cái thằng này mày nói gì đi? Mày cứ đi đây kéo đàm kéo đống cái thằng mày trả tiền đỏ. Đấy, hôm nay tao đến đây trả tiền đỏ nhưng mà vào đây cháu có thỏa thuận này. Đưa tao. Không được bác. Bác mày đừng hành tình người ta cái gì nữa hả? Không. Cháu đói lắm, bác có gì ăn cho cháu ăn chứ giờ bây giờ. Thôi bác cứ cho trong. Anh em thì ra tao chẳng có gì ăn. Thôi bác đừng trong. Cái này đâu. Cái chó ăn cái gì? Nghiêm túc cái này nhá. Mày gần chó gần chết cơ. Em nói không. Bác cứ cho trong vào. Đâu có bánh nào. Cái này. Mày em nói không? Mày đánh đấy. Không phải đồ ăn đâu, đây nước đây. Đó ra là nước. Nước đây. Đói khát thì ta cho uống. Hôm nay tao đến đây này. Đấy uống đi. Có đồng không bác? Đấy thì mày uống đi. Hôm nay cháu muốn đến đây không phải là vì cái gì cả. Mà là hôm nay cháu muốn đến đây là cháu muốn giả bị đỏ thôi. Đâu mà mày đưa tao xem. Chứ bác, nhưng mà cháu có một cái thỏa thuận này. Bây giờ cháu đã thật là bên ngoài kia. Nhà cái nhà thằng Nguyên thuê cháu. Bây giờ thằng Nghệ nó cướp rồi. Bây giờ cháu bên này của cháu đó lắm, cháu mua tiền là Nguyên chưa đến tháng chưa cấp cho cháu lương hàng tháng này là không. Nếu không cháu xả cái này ấy, thì bây giờ cháu mua tiền của bác để cho nó tầm 5 triệu. Thế bây giờ mày định lừa nó ra không ạ? Cháu thì đưa tao xem ạ. Không, cháu từ từ bác thì chấp nhận ở đó cháu mới đưa, bây giờ cháu mới đưa được. Đấy, cháu có không biết ở trong đây của gì. Chứ bây giờ mày đã lừa bác rồi, không sợ mày ta mày lên gì? Hả? Cả giấy ủy quyền với lại bìa đỏ ở hết trong đây rồi.
Thế nhưng mà bây giờ anh em cháu bây giờ từ hôm qua đây rồi em ra tạm nhà nghỉ đói quá không gì ăn mà tiền không có thì bác cho cháu xin 5 triệu bây giờ lấy đấy đâu ra 5 triệu bác cần lấy 5 triệu chết chết thôi đó thế thôi về mà đưa bên ta xem này đang kiểm tra để về đây có chuyện gì đây thì đâu đây trong trong cái bác nhìn thấy đâu rồi vậy đấy để học cái này rồi đấy cả giấy ủy quyền bác xem thế thôi hết rồi đến đây rồi, bây giờ mày nói 5 triệu thì tao làm sao có 5 triệu rồi cho chúng mày. Thế không có rồi, đi về. Có rồi, đi về. Chúng em từ đấy. Rồi, 5 triệu gì? 5 triệu. Hôm nay cháu đến rất nhẹ nhàng, anh em con đói lắm bây giờ. Cháu tập cái khu cách nào luôn đâu, mang đã tham mang lên cho cháu ơi gì đâu. Đấy, bác thế nào bác đi cho đưa cho 5 triệu không? Cháu chỉ cần đứng 5 triệu rồi cháu đi, cháu được đưa cho bác. Bây giờ tao nói cái biết nhá. Bây giờ tao là không có 5 triệu đâu. Đây này, ví của tao đây này. Làm sao có 5 triệu? Đây mày xem đi. Này, làm sao có 5 triệu? Không có 500 từ này từ này. Từ bây giờ bác có 5 triệu gì? Đây, đây là tao có như bên này, cả như bên này. Này, hết đây, xem chưa? Này, được hơn triệu thôi. Này, hơn triệu này anh em cháu sống với sao mà đủ được. Này, được hơn triệu thôi. Bây giờ mình nghĩ là có 5 triệu đây mới có để lại sổ không? Có. Hôm nay tao chỉ cần tiền thôi, hiểu chưa? Thì tao mới đến đây. Đây, đây, vừa bác xem tất cả cái này hết rồi. Còn có 5 triệu đây thì tao đi. Được. Giờ tao có tin được mày không? Tao có tin được không? Ấy, thì tao phát đưa luôn. Cứ đưa tiền là có gì đâu. Ở kia có bao nhiêu thằng, ở kia không? Có thằng nào kia không? Không có, mày đang đá xe ra một cái gì rồi. Đây, 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 thằng Nguyên cứ cấp cho ta đi, có người cần 1 triệu thì ta anh em ta cũng hết rồi. Bây giờ thằng Nguyên cứ đuổi ta đi, bây giờ ta không còn tiền nữa. Đấy, bây giờ anh em ta hết tiền rồi. Nó thật trong bụng tạo ra mối mèo này. Tao chỉ cần tiền thôi, bây giờ tao không cần gì cả. Tao không tin được chúng mày làm những thứ này, tao không tin được. Giờ liệu đưa tiền mày có đưa là thằng lại sổ không? Có, nhưng mà 1,5 triệu này của bác ấy không nuôi được anh các em của tao. Thế này nè, các cháu không có tiền đâu cho bác vay ở đây bác đưa cho nó để bác lấy lại cái đỏ á. Không khổ mấy cái bọn này lắm. 5 triệu. Được, này các cháu. Bây giờ thế này, tao có 2 triệu thôi, không lấy không lấy. Được, được, không lấy. Biết, nó là trong người có 2 triệu thôi, 5 triệu là không xoay nên được. À, đây, 2 triệu. 2 triệu đây. Đây, không lấy có 2 triệu thôi. Tao lừa mày bao giờ không? Chưa lừa nó ai gì cả. Tiền thật. Qua tiền. Mày xem số đèn bán được cho mình bán. Đây. Ui đây. 3 số 6. Nói chung mình cầm đấy. Thế nào? Mày đưa đây. Đưa mày đỏ ra. Đưa đây. Mày để mày đỏ đây. Còn nó 32 triệu còn lại thì để sau nó chả chẳng tiếp. Ok không? Mày có gì ví dụ đây. Mày là gì của Nguyên? Tôi chỉ làm bạn nhau thôi. Bây giờ đấy. Anh đầu thì mình đã đi vào trước. Ok chưa? Nó rồi. Rồi anh không bao giờ cũng được. Ok chưa? Mày đưa sổ đó ra. Đã tìm tin được chưa? Tao đưa một chồng tiền cho nó. Bây giờ nó đang hứa nó được cho mày là mày để cái đỏ đây. Cháu có xe thả nhưng mà này. Bây giờ tao trả bác mắt thì mấy này cũng không không. Tất cả ngồi yên hết ở đây. Nguyên. Ngồi yên hết ở đây. Ngồi yên hết đây. Ngồi yên hết đây. Ngồi yên hết đây. Để xem nó làm gì. Nguyên. Bước ra. Bước ra. Bước ra. Mày hay đợi. Nguyên. Cứ đi thoải mái đi. Sao không phản này được. Cái con làm gì. Cháu đến công viên nhé. Về luôn đi. Phải về luôn đi nhanh lên. Mẹ ăn xong rồi ra hết rồi.